Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với môn tiếng Việt lớp 1, chủ đề 4, kỳ nghỉ. Bài học hôm nay của chúng ta là bài 9, thực hành. Ở bài học này, cô và các con sẽ cùng nhau ôm lại các âm, chữ mà mình đã được học ở chủ đề 4. Các con sẽ thực hành trong vở bài tập tiếng Việt. Hiện nay, các con chưa có vở bài tập tiếng Việt thì các con sẽ chú ý quan sát lên trên màn hình nè và làm miệng làm nháp hay là làm vào bản con. Rồi sau đó khi đi học lại, các con sẽ hoàn thành ở trong vở bài tập nhé. Bài tập đầu tiên là bài số 1. Các con chú ý nghe cô đọc yêu cầu bài. Vẽ đường cho gia đình bạn nhỏ đến hồ ba bể. Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi. Các con hãy quan sát tranh tìm và vẽ đường giúp cho gia đình bạn nhỏ nhé. Cô mời các con quan sát và sửa bài. Đây là con đường giúp gia đình bạn nhỏ đến hồ Ba Bể. Mình cùng nhau đọc lại các chữ nha. Mỏ Cano Đu đủ Na Cả lù đù Cùng nhau luyện đọc lại nào các con. mở cano, đu đủ, na, cá lù đù. Trong các từ và tiếng chúng ta vừa đọc, hãy nêu cho cô những âm đã được học trong chủ đề 4. Đúng rồi, đó là âm m, n, u. Cô có lời khen ngợi dành tặng cho tất cả các con để chú ý nghe cô hướng dẫn. Và thực hành ở bài 1. Mình cùng nhau vào bài 2. Bài 2 là bài luyện đọc. Bài đọc của chúng ta gồm có tất cả 3 câu. Các con chú ý nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo nhé! Bé và ba đi bè cả. Bé kể cho bà về bè cả. Bè cả có cá mìa cả hú vậy là cô đã đọc xong bây giờ cô hướng dẫn cho các con luyện đọc từng câu nha luyện đọc câu 1 bé và ba đi bè cả những bạn nào mình chưa đọc trơn được thì các con có thể đọc đánh vần luyện đọc nhiều các con sẽ đọc trơn, đọc nhanh cố gắng lên các con nhé câu 2 bé kể cho bà về bè cả câu 3 bè cả có cả mè cả hú cô và các con cùng nhau đọc lại bài này nào chú ý khi gặp dấu chấm các con phải ngưng nghỉ hơi nha bé và ba đi bè cả Bé kể cho bà về bè cá. Bè cá có cá mè, cá hú. Cô giới thiệu với các con, đây là hình ảnh bè cá. Bè cá được xây dựng trên biển, sông, hồ, ao hoặc là đầm được dùng để nuôi cá đó các con. Trong bài đọc có nhắc đến hai loài cá. Cô giới thiệu với các con hình ảnh cá đầu tiên. Đây là cá mè. Cá mè là một loài cá nước ngọt. Cá mè rất là tốt cho sức khỏe của con người, nên được dùng để chế biến các món ăn và còn được dùng làm thuốc nữa đó các con. Trong từ cá mè này, tiếng nào chứa âm, chữ mà chủ đề 4 mình đã được học? Đúng rồi, đó là tiếng mè có chứa âm mờ. Cô giới thiệu với các con, đây là hình ảnh cá thứ hai, cá hú Cá hú là một loài cá nước ngọt thuộc họ cá cha trong bộ cá da trơn. Trong từ cá hú, tiếng nào chứa âm, chữ mà mình đã được học ở chủ đề 4? Đúng rồi, đó là tiếng hú có chứa âm u. Các con biết không, ăn cá rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng khi ăn cá, chúng ta cần phải ăn cẩn thận tránh bị hóc xương nha các con. Mình cùng nhau và làm bài tập 3. Yêu cầu của bài này đó là nối để nói cho đúng, các con còn đọc các ô chữ ở cột bên trái. Sau đó, các con đọc các ô chữ ở cột bên phải. Rồi mình chọn hai ô chữ tương ứng thích hợp và nối vào. Mình đọc các ô chữ bên cột bên trái. Ô số 1, bé và ba. Ô số 2, bé. Ô số 3, bè, cá. Mình qua các ô chữ ở cột bên phải. Ô số 4, Đi bè cá, ô số 5. Có cá, mè, cá, hú, ô cuối cùng. Kể cho bà về bè cá. Mình đã đọc xong các ô chữ. Các con cần ghi nhớ lại nội dung bài luyện đọc ở bài tập số 2 để mình lựa chọn và nói cho đúng cô hướng dẫn cho các con làm mẫu một câu cô sẽ nối ô chữ bé với ô có chữ kể cho bà về bè cá mình cùng nhau đọc lại nào bé kể cho bà về bè cá cô mời các con thực hành cô sửa bà nha cô sẽ nối cô chữ bé và ba với ô chữ đi bè cá. Mình cùng nhau đọc lại nào. Bé và ba đi bè cá. Cuối cùng, mình sẽ nối ô chữ bè cá với ô chữ có cá mè cá hú. Mình cùng nhau đọc lại nào. Bè cá có cá mè cá hú. Cô có lời khen ngợi dành cho tất cả các con đã chú ý lắng nghe cô hướng dẫn và hoàn thành ba bài tập vừa rồi. Bây giờ mình cùng nhau vào làm bài 4. Bài 4 yêu cầu chúng ta đó là điền chữ l hay n vào chỗ chấm thích hợp dưới mỗi tranh. Cô mời các con thực hành. Cô sửa bài nha. Các con chú ý cho cô nè. Cô sẽ sửa từ trái qua phải, từ trên xuống dưới các con nha. Hình ảnh đầu tiên, đây là hình ảnh quả na. Chúng ta cần điền đó là điền chữ n. Cô và các con cùng nhau đọc lại nào. Na. Đọc lại lần nữa nha. Na. Hình ảnh số 2, đây là hình ảnh của chiếc cano. Thì chúng ta cần điền ở đây, đó là chữ N. Cô và các con cùng đọc lại từ này nào. Cano. Đọc lại lần nữa nha. Cano. Hình ảnh số 3, đây là hình ảnh về con la. Thì chúng ta cần điền ở đây, đó là âm L, con chữ L. cô và các con cùng đọc lại nào la mời các con đọc lại lần nữa la thế các con có biết con la là con vật như thế nào không à la là con vật la giữa ngựa cái và lừa đực về hình dạng thì con la giống lừa hơn là ngựa hình ảnh cuối cùng là một vật dụng rất quen thuộc đối với các em học sinh đó chính là chiếc ba lô thì ở đây chúng ta cần điền đã là điền chữ l cô mời các con đọc lại ba lô mình cùng đọc lại một lần nữa nha ba lô vậy là các con đã điền xong chữ l và n rồi đó các con hãy cầm bút sửa bài đi nếu bạn nào chưa làm đúng thì các con sửa lại cho đúng nha. Cô mời các con quan sát vào bài tập 5. Yêu cầu của bài này đó là các con sẽ viết. Trong bài này các con thấy bài tập để cho các con các hình ảnh nè và các chữ gợi ý. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ dựa vào các chữ gợi ý viết thành từ tương ứng với lại bức tranh mà đề bài đã cho đó các con. Cô chào mình cùng nhau tìm hiểu các tranh nha. Các con chú ý nhìn theo hướng mũi tên của cô, chỉ vào hình ảnh nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về hình ảnh đó nha. Các con cho cô biết đây là gì? À, đây là một khúc gỗ. Đúng không nào? Hay mình nói gắn gọn hơn, đó là gỗ. Thế cô đố các con, đây là con vật gì? Đúng rồi, đó là con voi. Nhưng các con chú ý thật kỹ nha. Cái mũi tên chỉ vào đâu của con voi đó? À, chính xác, đó là ngà voi đó các con. Hình ảnh thứ ba, các con nhìn cho cô nè, các con thấy gì? Các con sẽ thấy hình ảnh một bạn gái đang đưa tay lên lỗ tai của mình và còn có những nốt nhạc nữa vậy là bạn gái này đang lắng nghe âm nhạc đó các con còn cuối cùng đây là hình ảnh gì à đó là một phương tiện di chuyển trên sông đó là ghe đó các con trước khi viết bài tập này các con cần nghe cô chú ý lại những nhiệm vụ sau đây đó là quan sát thật kỹ các từ gợi ý nhìn tranh và điền từ thích hợp với tranh nha. Để thực hành đúng bài tập số 5, cô nhắc lại cho các con một quy tắc chính tả, đó là chữ G ghép sẽ đứng trước ba chữ E, E, Y ngắn. Chữ G ghép đứng trước ba chữ E, E, Y ngắn. Bây giờ các con hãy viết đi nào. các con cùng cô sửa bài nha gỗ các con cùng cô đọc lại gỗ tiếp tục ngà đọc lại nào các con ngà tiếp theo nghe các con đọc lại nghe từ cuối cùng Yeah. Các con đọc lại lần nữa nào. Yeah. Các con giỏi quá. Mình đã hoàn thành xong tiếp bài tập 5 rồi. Những bạn nào làm chưa đúng thì các con sửa lại cho đúng nha. Mình cùng nhau vào làm bài tập 6. Bài tập 6 là tô màu. Các con chú ý nghe cô đọc kỹ yêu cầu để thực hiện cho đúng nha. Tô màu đỏ cho các ô có chữ G. Màu xanh cho các ô có chữ g ghép. Đọc các chữ có trong bức tranh đã tô. Các con hãy lấy bút chì màu và thực hành đi nào. Các con đã tô màu xong chưa? Cô có một bức tranh, các con hãy quan sát xem mình đã tô màu đúng chưa nha. Bức tranh này vẽ về con vật gì vậy? Đúng rồi, đây là con gà trống có màu đỏ rất là đẹp đang đứng trên bãi cỏ màu xanh đi tìm thức ăn và mồi. Chúng ta cùng nhau đọc lại các chữ nào. Gỡ Gỗ gỡ, gỡ Các con chú ý, khi đọc các chữ có dấu ngã, chúng ta cần nhấn giọng nha. Tiếp tục Ga Gà, gà. Dạ. Mình đã luyện đọc xong rồi. Cô chào mình cùng nhau quan sát lại tất cả các chữ trong bài tập số 6 nha. Các con hãy quan sát và nhận xét cho cô biết là các con chữ g ghép đứng trước các con chữ gì vậy các con? Đúng rồi đó các con. Sau khi quan sát thì các con sẽ nhận ra được rằng có một quy tắc chính tả mà cô đã nói ở các bài tập trước đó. Đó là chữ g ghép sẽ đứng trước ba chữ sau đây. E, E và Y ngắn, đúng không nào? Cô chào mình cùng nhau làm bài tập cuối cùng của ngày hôm nay nha. Đó là bài tập số 7. Bài tập này yêu cầu các con điền chữ G hay G ghép vào chỗ chấm thích hợp dưới mỗi tranh. Các con sẽ quan sát tranh và nhớ lại quy tắc chính tả mà cô đã nêu ở bài tập số 6 để mình điền cho đúng nha cô mời các con thực hành mình sửa bài nha đầu tiên đi với chữ o sẽ là chữ g đơn cô và các con cùng đọc lại nào gõ hình ảnh số 2, đã là con ghẹ đi với chữ e sẽ là con chữ g ghép mình đọc lại nha ghẹ Cuối cùng, đó là chiếc ghế gỗ, đi với con chữ ô sẽ là con chữ G đơn. Mình đọc lại nào. Ghế gỗ. Chúng ta đã hoàn thành hết tất cả các bài tập của ngày hôm nay rồi đó các con. Cô khen ngợi các con đã chú ý lắng nghe cô giảng bài.